Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một con Sogo. Và một chú Sogo cho Bình FC nhá. Một con sâu màu xanh rất đẹp. Wow, uy tín và bắt mắt thưa các bạn. Đó là một pha bẻ lái siêu đẳng cấp. Và bây giờ là một pha bùa vây. Một pha bùa vây cực gắt. Sâu của bạn Bình FC đã lên được top 3 rất nhanh. What the hell man. Sau khi lên được top 3 server thì ngay lập tức nó đã toang rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ tiếp tục với một game đấu tiếp theo. Một câu chuyện tiếp theo từ các bạn. Vẫn là Bình FC. Chạy đi đâu cho hết nắng bây giờ. Ok man, một con sâu rất to. Áo trắng với chúng tôi. Vâng, một pha drift căng như dây đàn. Sau một pha ăn hôi thì ngay lập tức nó đã lên được top 1 server. Thank you.
Tiếp tục là một pha bẻ lái đỉnh cao thôi các bạn. Lụm cháo. Những con sâu màu trắng đang tập trung ở đây rất đông. Và ngay lập tức một con đã bị bao vây rồi. Đó là một pha bao vây uy tín và quyết đoán. What the hell man? Cơ hội để gia tăng điểm số. Vẫn là một con sâu màu trắng. Những chú sâu màu trắng đang tỏ ra khá chậm chạp. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. What the hell man, con sâu của chúng ta đã lên được 3 triệu điểm. Một pha leo danh rất nhanh. Tiếp tục là đồ ăn free. Quá khét thưa các bạn. Vâng, cứ gọi là đỉnh của chóp. Wow, một con hổ mã lai. Liệu có đủ không gian? Rất nguy hiểm thưa các bạn. Quá may mắn cho pha bẻ lái vừa rồi. Lụm chào hổ mã lai.
cơ hội rất lớn để chúng ta lên 4 triệu điểm. Ok man, chúng ta đã có 4 triệu điểm thưa các bạn. Trước mặt chúng ta là một con sâu người húc. Vàng thanh niên đã toang rồi. Liên tiếp là những pha bẻ lái đi vào lòng đất. Chạy đi đâu cho hết nắng bây giờ. Wow, một con sâu rất to. Đi vào lòng đất thưa các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.